Và bây giờ hôm nay Ngài cũng sẽ tiếp tục thuyết giảng cái bài pháp Mahasatipatthana Sutta, cái bài kinh Mahasatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ. Thì Ngài nói rằng hôm qua Ngài cũng đã dạy chúng ta về về những cái yếu tố, những cái điều kiện cần thiết đối với một hành giả tu tập. Thì cũng vậy, hôm nay thì Ngài sẽ lại tiếp tục dạy chúng ta vào kinh bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì trong bài kinh tứ bài kinh Đại Niệm Xứ, thì bài kinh Đại Niệm Xứ này có dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta bốn cách thiết lập niệm, bốn nơi thiết lập niệm, hay là bốn cách tu tập, hay là bốn cách tu tập. Thứ nhất là gì? Là thân niệm xứ. Thứ hai là thọ niệm xứ. Thứ ba là tâm niệm xứ. Và thứ tư là pháp niệm xứ. Đó là bốn cái đối tượng để mà thiết lập niệm. Và chiều ngày hôm nay Ngài sẽ dạy chúng ta về về cách thiết lập niệm với thân niệm xứ, cách tu tập với thân niệm xứ. Hay là nam bát đề kaya nupatana tri phạn go hom me kaya nupatana tri phạn go bwa me pogo ha kaya so ra ba le kaya nupatana so ra ba le so ra a yin song ti tha ma ai lo nam bát đề kaya so ra ga di khana go asu di khana go yu go kaya lo kho ba le ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကာယတယ်လဲကာယလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုရင်ကာယဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုအစုအပေါင်းအစုအဝေးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာတွေရဲ့အစုဝေးလဲဆိုရင်ဆက်ဆုပ်စရာယွန်းရှားစရာဖြစ်တဲ့ဆပင်လို့မွေးညင်းလို့မျက်စိလို့သွားတို့အရေးတို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုဒီတခုတခုအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးစုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကာယအဲ့လိုခေါ်တာ Thì Ngài nói rằng hôm nay Ngài sẽ dạy chúng ta hướng dẫn về các cách tu tập quán thân niệm xứ. Quán thân niệm xứ thì cái từ thân, thân này chính là gì? Chính là kaya. Kaya chính là cái từ Bali gọi là thân. Mà khi mà chúng ta tu tập thân niệm xứ ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng thân là cái gì, cái ca giá là nghĩa là ra sao. Chúng ta phải hiểu được rằng cái ca giá, cái thân này là ý nó muốn cái gì. Chúng ta phải hiểu được cái định nghĩa của nó, đó rất là quan trọng. Thì nói rằng cái ca giá, cái thân này chính là gì? Cái thân này có cái định nghĩa là sự tập hợp, sự tập hợp lại với nhau, nhiều yếu tố tập hợp lại với nhau thì được gọi là ca giá. Vậy nhiều yếu tố tập hợp lại với nhau thì cái gì là tập hợp lại với nhau? Thì rằng là những thành phần, là những yếu tố thuộc về vật chất, có tính chất là kinh tởm. Những yếu tố đó, những cái thành phần kinh tởm đó tập hợp lại với nhau được gọi là gì? Được gọi là ca giá, hay gọi là thân. Đấy nè, ai đó à lúc rồi đi ca giá của ca giá à lúc ở sự vui được đủ đáng tình là về ပြီးရတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆောင်ဖြားခြင်းကခဏခဏဓာယုကာယကာယလို့ဘာလို့ရှုခိုင်းရတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လို့နော်တာမန်ပုထုဇဉ်လူစားတွေဟာဒီကာယကိုခန္ဓာကိုအစုပေါင်းကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖလာတဲ့ခန္ဓာကိုအစုပေါင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်အော်ဖလာလိုက်တာဆိုပြီးတော့လောဘဖြစ်တယ်ဒါချစ်စရာပါလားတာယာစရာပါလားလို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟာကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့ဆရာအစုဝေးတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်လေဟာဘာလို့ဘာလို့ဆိုရဟာကြီးဘာလို့လာမြင်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်မကြိုက်တာတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီကာယအစုဝေးဆိုတာဟာ
thì hệ là nhàn đi nhàn này chỉ lại bị thôi vậy bà má phải là gì là phải là gì ấy sự gì đó để chết xí à mà xíu yếu số là gì ấy sự gì đó để đó ra chết xí à mất gì à mà xíu bà cái đó là thôi vậy đi khăn nào cũng khổ đau ha yếu đi à ác sự với chết đâu về ấy thì yếu đi à có yếu đi à lúc âm mà anh đang miệng à siêu này bôi nhà anh đuổi cái nhà của ở yếu đi à tất cả sự với bà là lúc đi bôi nhà anh đuổi nó sao ra cả thì cái nhà như bắt nào lúc thì nghe nói rằng ca giá chính là cái thân của chúng ta, là nó đến cái thân của chúng ta. Về cái thân này thì sao? Cái thân này, cái ca giá này định nghĩa là gì? Là nhiều yếu tố, nhiều thành phần tập hợp lại với nhau thì được gọi là gì? Gọi là ca giá. Nhưng mà nghe nói rằng cái ca giá này là nhiều cái thành phần kinh gọi là không sạch sẽ, nó cùng tụ hợp lại với nhau. Đó không? Thì nói rằng đối với một người bình thường ấy, một chúng sanh phàm phu bình thường ấy, khi mà thấy hình hài này ấy, thấy một cái hình dáng này ấy, cái hình dáng thật ra là gì? Là nhiều cái yếu tố không, nhiều yếu tố tập hợp lại với nhau, nó thật trở thành một cái hình hài. Nhưng đối với một người phàm phu mà không có trí tuệ, không có tu tập ấy, thì sẽ nhìn cái hình hài này, nếu đã thấy nó đẹp ấy, thì lại sinh cái lòng tham, thấy cái hình dáng này đẹp quá, dễ thương quá, dễ mến quá. Nhưng không biết là gì, nó đằng sau nó là gì, cái bản chất nó là gì? Bản chất nó chính là những cái tập hợp từ những cái yếu tố thành phần của sắc pháp, nó tập hợp với nhau. Nhưng mà chúng ta không nhìn ra đúng cái bản chất đó, mà chúng ta lại nhìn được cái hình dáng bên ngoài, thấy cái thân này đẹp quá, thấy cái hình dáng này đẹp quá. Thì khi thấy hình dáng này đẹp quá thì sao? Dễ thương quá thì sanh cái lòng tham. Còn khi mà thấy một cái hình dáng nào đó, một cái con người nào đó, một cái hình hài nào đó mà không có đẹp thì chúng ta lại bực mình, lại khó chịu, lại chê, nó xấu quá, thì cái đó cũng là gì? Là cái sự sân hận, bực mình, không thích. Thấy hình dáng đẹp thì thích thì sanh lòng tham, thấy một hình ảnh nào không đẹp, một hình dáng nào không đẹp thì sân, bực mình, khó chịu, là bị điều động bởi tham sân như vậy. Còn khi mà mình người có trí tuệ, khi một người có trí tuệ thì họ sẽ thấy ra rằng cái thân, cái ca giá này chỉ là những cái tập hợp của nhiều thành phần mà thôi. Và cái thân này chính là gì? Chính là những tập hợp của sắc pháp. Tập hợp của sắc pháp. Những cái sắc pháp đó nó quy tụ lại, nó kết dính lại với nhau mà thôi. Nó chỉ là một khối tập hợp mà thôi. Thì cũng vậy, khi người nào có trí tuệ thấy ra cái ca giá này chính là sắc pháp, đúng bản chất của sắc pháp ấy, thì chúng ta sao? Thì chúng ta sẽ không còn dính mắc vào cái ca giá này nữa, không còn dính mắc vào cái thân này nữa. Khi mình có trí tuệ, mình thấy ra đúng bản chất của nó, đúng bản chất của sắc pháp. Đấy đó. Ai đó, lu tam ma bút thứ này là tam hoa cả. Khi nào có được phù đô của ông bà lu miền này, nó ca giá là tam ma thì miền bi đó. Ra thì là sự việc chết để lo hoa chết để. Đại vì mẹ ấy hà là cái lâu mà cái gì à hậu là lưu đi gì nhỉ, vui bất là làm phục vụ, ở trên này xây này về mang gì lại được, nó, sao vậy, sao vậy rồi nhỉ, lưu đi hà, luôn đảm bảo thay đấy, lưu thế như là mà không, sao vậy loa cảnh thì mới dạy sinh nhà của nó, luôn đảm bảo thay đấy nhà của, hả là, ai thì đảm bảo thay đấy nhà, không mà đi nó hậu để, chết xả, mỗi năm là người lên chặt, là vì mà ấy sao vậy hà, không mà đi chịu được. Nghe nói rằng chúng ta luôn luôn dính mắc vào cái hình hài tập hợp này, cái thân thể này. Cái thân thể của chúng ta luôn luôn chứa đựng những điều không trong sạch, không sạch sẽ, và gọi là kinh tởm, dùng từ kinh tởm. Nó chứa đựng những cái điều không có trong sạch, luôn luôn là kinh tởm. Nhưng mà người phàm phu, nghe nói rằng không cần nhất thiết, không cần nhất thiết chúng ta phải thấy ra cái sự bất tịnh của thân thể này bằng cái trí tuệ của sự tu tập. Chỉ cần chúng ta biết cách suy xét đúng đắn một cái, chỉ cần chúng ta suy xét đúng đắn thôi, thì chúng ta cũng thấy ra được cái sự bất tịnh của thân thể này, của cái ca giá này. Ví dụ ngài nói rằng giống như là cái thân thể của chúng ta có một cái mái tóc, đúng không? Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái mái tóc thật là xinh đẹp, ví dụ là một người nữ đi, có một mái tóc rất là xinh đẹp, rất là mượt mà, rồi trên mái tóc đó, rồi dùng những cái hương thơm, những cái hương liệu để làm cho mái tóc đó nó mượt mà, rồi nó có mùi thơm,
Thì khi mà mình nhìn vào như vậy đúng không, mình nghĩ rằng à cái cô gái này, cái người này à, có được cái mái tóc thật là xinh đẹp, thật là dịu dàng, thật là mượt mà, à, mình thấy là nhìn là mình thích, mình sanh cái lòng tham. Nhưng mà ngài nói rằng chỉ cần mình suy xét đúng đắn, khi mình suy xét đúng đắn thì mình sẽ thấy ra rõ ràng, à ví dụ à cái mái tóc đó, à, mình lấy cái cọng tóc đó mình bỏ vào thức ăn, mình lấy một chùm tóc mình bỏ vào thức ăn ấy, thì khi mình thấy cái chùm tóc đó à, trong thức ăn đó thì mình thấy thế nào, mình thấy mình dám ăn không, mình sẽ cảm thấy kinh cảm, mình cảm thấy kinh tởm, à, thấy không có sự sạch sẽ. Cái mái tóc đó ở trên một thân thể của một người nữ hay là một người nam đó thì chúng ta bảo rằng à nó đẹp, nhưng mà khi mình lấy cái chùm tóc đó mình cắt ra mình bỏ vào thức ăn á thì mình đâu dám ăn đâu, thì mình sẽ thấy rõ ràng à nó thật sự là kinh tởm, nó thật sự là không trong sạch, là không sạch sẽ, à, nó không giống như là những chúng ta thấy rằng à nó mượt mà đẹp đẽ gì cả. À, bản chất của nó là gì? Là sự kinh tởm, à, không sạch sẽ. À, đã xem được khu đấy rồi giờ, cái này có xem bao nhiêu công nó mà nhà lớn nó phun rồi xịt chặt ha, nhà lớn một chỗ đấy xịt chặt ha, xa chỗ rồi xịt chặt ha, đoạn chỗ xịt chặt, ở đâu khu đấy rồi, em mà nào mà là nhiều gì bây giờ của cái khu gì ở đâu bay rồi xịt chặt ha, bây giờ không nhớ được, nó mà chết bảo mà là, thi đồng hiếu mà không được cái nào được, Messi anh nè, chịu nhớ gì, Messi nè, Messi vậy đó. nhớ gì, À mình mình khle bio lại, mình mấy cái khle đi rồi. giao, mấy cái đi giao về. À Messi la Em đề. mà đang cho món làm bài để nhớ gì đang là để khả năng cô con là để ấy nhớ gì bây giờ của nhớ gì của tất cả thục tất nhiên bông tha lại hoặc là sao em có tất Bị cả lại thục tất Messi, nhiên bị bông lại tha lại Messi lòng bị lại. bông hoa của sâu tất nhiên bông tha lại lớp À. sâu tất nhiên bông tha lại anh được bông tha mà sẽ tha gì được nhiều mà lại À na liền nhớ vậy. tất cả nát lòng lao động À ví dụ ấy ngay. được nhiều ông của sâu à Ừ. cứ bắt anh này chuyện nào mà anh được nhiều làm Thì nói rằng à, mình thấy một cô gái xinh đẹp đúng không, một cô thái có vóc dáng xinh đẹp, à, có đôi mắt dễ thương dễ nhìn, có đôi mắt rất là đẹp, hay là có một cái hàm răng rất là trắng, rất là sạch, rất là đều, rất là đẹp, hay là có một cánh tay rất là đẹp đúng không. Nhưng mình khi mình nhìn một người phụ nữ mình thấy rằng à, đôi mắt đẹp, hàm răng thật xinh đẹp, rồi cánh tay rất là xinh đẹp đúng không, thì bây giờ mình nghĩ, bây giờ mình bảo cô ta rằng à, hãy móc mắt ra rồi lấy con mắt đó đưa cho mình đó, mình dám không, mình còn thấy cái sự xinh đẹp, cái sự dễ thương nữa không đó. Hay là răng đúng không, nó hàm răng xinh đẹp và cô gái này có hàm răng xinh đẹp đó, thì cô ta bẻ cái răng đưa chúng ta thì chúng ta thấy sao, thấy kinh cảm đúng không, thấy sợ hãi đúng không, thấy không có sự trong sạch đúng không? Không sạch sẽ đúng không đó. Hay là một cánh tay đẹp chặt ra thử đưa chúng ta thử thì chúng ta thấy thế nào, à, chúng ta sẽ thấy rằng à, nó thật sự là kinh tởm, không sạch sẽ, chúng ta sẽ thấy ra được đúng cái bản chất của cái ca giá, cái thân thể, bản chất của nó là như vậy. Để mình khi một người mà tu tập á, à, có được cái trí tuệ thì họ sẽ thấy ra rõ được như vậy, họ sẽ thấy được rằng cái ca giá này, cái thân thể này thật sự là luôn luôn là nằm trong cái bản chất dơ giấy, không trong sạch, không sạch sẽ, à, kinh tởm. Mà chúng ta thường thường sao là nghĩ rằng à thật xinh đẹp đó, thì là chúng ta đã thấy không đúng đắn rồi đúng không. Nhưng khi một người mà tu tập thiền Vipassana thì họ sẽ thấy rõ được cái bản chất của cái ca giá này, cái thân thể này. À, anh đều nghe này mỗi giải rồi cái mặt hàng áo rất là vô cùng mà đi cả ví dụ như mình em à đông chết sĩ rồi nó anh đông chết cả mà đấy là anh đông mà đi du lịch mà anh du lịch rồi nó năm bảy cả mà đấy là anh tạm đi năm bảy này cả tạm bây giờ nó xong bây giờ nó năm bảy đâu nó được đi mà anh đông chết Makanya saya tersalong boleh kaya kaya nubasi. Ini mati ibu, eh, kaya Anh biết rồi mà anh đâu mà cả cái gì cái gì nhưng mà gì vui hè đi ada bi sampazano sedima nào Vinaya vui gì vậy Yaloke. vui chả đồ mà đang sửa ra ấy luôn biết rồi ông vong nhà này thì để giá này để chiếu cả nặc khu biết rồi anh à cả đông khu xịt hà ấy rồi biết rồi mà anh à đông khu anh em vô Thì ngài nói rằng ngài có đọc với chúng ta một cái đoạn kinh trong bài kinh Đại Niệm Xứ, thì cái bài kinh, cái đoạn kinh này là Pali như thế này, là Kaye Kayanubasi Viharati Atabi Sambacano Satima Vineya Loke Avijja. Thì các câu Pali đó có nghĩa rằng này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. À, thì nghe nói rằng trong cái bài kinh này ấy, thì chúng ta cần phải hiểu những cái yếu tố, những cái điều quan trọng như là phải hiểu như thế nào là cái thân,
cái ca giá là như thế nào, thì lúc này Ngài đã diễn giảng chúng ta. Rồi Ngài chúng ta hiểu rằng như thế nào là tỉnh giác chánh niệm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. À, thì bây giờ Ngài sẽ giải thích cho chúng ta về ba cái yếu tố này: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Cái tông nhu xin niệm. À đi mà nam bát đi, ví dụ mà anh ngà bà là gì? Adami. Adami sao bảo biểu được là gì? Đi cả là Vidya mà biểu cả. Vidya là cái gì mà? Nam mà ác thôi dùng lòng mà cầu. À chi chứ? Em mà đang ác chi thì Vidya. À lão ác chi thì là gì? Cái đấy là cái cô thái của mình này là ạ. Cái đấy là cái phụ bản sự đấy để Vidya. Ừ mà phải bảo biểu mà là gì? Được được, đi qua cái đấy mà. À đi qua đấy mà. Điều khác cái đấy mà anh con được không chỉ để xảy ra bao giờ rồi. Ai đi anh con ngủ điều khác của ông anh này anh bùi lại mình nín này bùi lại bây giờ điều khác thế anh con hả? Anh con đi làm anh nín này nó thoát đi. Thoát đi. Anh đi đâu về? Đi khăn này cô đấy mà xì này đấy, đi đi ra đi hà đấy về. Đi khăn huỷ đi anh này đi khăn nào cô bùi bây lại bị sợ. Đi khăn nào cô đấy mình này mình này thoát đi rồi. Nó đi đi ra đi. Đi đi ra. Sẽ vậy nhìn nó anh này nó vào được cái mua sắm đi đi ra đi thoát rồi. Ai đi thoát đó là ông kia. Biến giả để thất nạn này ám nạn này vui làm nhiều số đồ đạc ấy là vui làm của sinh nhà mà này cơ mà tha thứ là vô bổ. Thì ngài nói rằng nhà trong cái đoạn kinh này nói đến một nói đến hành giả tu tập quán thân tên thân bằng cách là thiết lập cả sự nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Khi mình thiết lập nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm ấy thì mình sẽ loại bỏ, mình sẽ chế ngự được tham ưu ở đời. Thì ngài nói rằng thì trong cái đoạn kinh này có ba điều quan trọng chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là gì? Là nhiệt tâm. Thì cái từ nhiệt tâm này chính là gì? Chính là atabi. Atabi chính là nhiệt tâm. Thì cái từ nhiệt tâm này chúng ta phải hiểu rằng đó chính là cái sự tinh tấn. Thì nghe rằng là abati chính là cái sự tinh tấn. Nhưng mà cái sự tinh tấn này không phải là sự tinh tấn bình thường, mà tinh tấn nỗ lực cố gắng hết mức. Tinh tấn nỗ lực cố gắng hết mức, nhưng mà cái từ trong kinh điển thì dịch là gọi là nhiệt tâm, đúng không? Nhiệt tâm. Nhưng mà nói để cho sát nghĩa với cái cách giảng của ngài ấy, thì nói rằng cái từ nhiệt tâm này chính là từ Pali là atabi. Atabi chính là sự tinh tấn hết mức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Sự tinh tấn hết mức. Như thế nào là sự tinh tấn hết mức? Sự tinh tấn hết mức chính là sự nỗ lực cố gắng làm cho những cái phiền não, những cái phiền não, những cái ki lê xá, những cái tham sân si nó vắng mặt đi, nó chấm dứt đi. Có nghĩa rằng mình tinh tấn, mình nỗ lực làm sao mà loại bỏ đi những cái phiền não. Thì ngài giống nhảy đưa ra một cái ví dụ, đúng không? Giống như là một cái chiếc ly vậy, đúng không? Cái chiếc ly lúc nãy, rồi trong chiếc ly đó có một cái con bò nào đó, một con vật nào đó, một con bò nào, đúng không? Khi trong chiếc ly đó có một con bò thì mình ở dưới mình có lửa, mình đốt lên. Khi đốt lửa lên thì sao? Thì cái ly nó sẽ nóng lên. Thì khi cái ly nó nóng lên thì sao? Thì cái con bò đó nó sẽ chạy đi. Nó sẽ rời cái chiếc ly liền, bởi vì nó không thể chịu được cái nóng của chiếc ly đó, nó phải chạy đi. Thì cũng giống như vậy. Thì cái ngọn lửa làm cho chiếc ly nó nóng đó, thì cũng giống như là cái atabi, cái sự nhiệt tâm đó, cũng chính là cái sự tinh tấn đó. Khi mình tinh tấn đó, thì mình sẽ làm nóng lên, mình sẽ tạo ra cái năng lực, mình sẽ làm cho gì? Cho phiền não đó thoát đi, rời đi. Giống như là con bò đó, khi thấy chiếc ly nóng là nó sẽ chạy đi. Thì khi mình tu tập, mình nhiệt tâm tinh tấn, có nghĩa là mình tinh tấn hết mức để mình cố gắng mình tu tập để mình loại bỏ cái phiền não, ki lệ xa, tham sân. ไม่รู้ว่าโอเคเลยคือว่าเกี่ยวกับความเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ะนะๆๆ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 ๆ
khăn ai đi đâu mà mổ vụ đồ nó mất chán mất chán đâu mà hả khu ngàm đi thì qua mà lâu đó chẳng mất đâu mẹ alo nào chả nó mà nào đi cùng nhau đâu mà ú mà bạn này được rồi rồi con à chi đâu mà thì mít chết thì bạn đi mít chết đâu mà mít quên đại khảo đâu mà nào à mình bu lo bu bì mà anh nói con đã cha nó mà bu lo mà cha ấy bu lại đi đâu mà à trong quá là giàu bì hà bên má mà thì để biết cho mà sẽ có mà đồ giả đó đâu mà mày giả cái sao giả sao ai được vậy người già đấy cô gì mà thế này mà giàu phải này cha đấy mà shop lại rồi chỉ cái mà thay hả thì cái mà tha dùng mà sát nhà giàu có là phiền đấy, cái mà cái mà tha một cha mà phiền đấy, mí bút dây giàu già hả, mí mà thợ mà chiên,
Dạ đó mà bây giờ phải là chúng ta ôi là được. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ, thì ngài đưa ra một cái ví dụ về cái pháp tinh tấn. Khi mình tu tập nó không vì tỳ kheo sống quán thân trên thân cần phải có nhiệt tâm. Thì nhiệt tâm này chính là nói đến cái pháp tinh tấn. Mình muốn thấy rõ đúng bản chất của thân của thân niệm xứ, thấy ra bằng cái trí tuệ thì chúng ta phải có cái tinh tấn. Cái tinh tấn này ngài nói rằng cái tinh tấn trong tứ niệm xứ này là cái tinh tấn hết mức, tinh tấn dũng mãnh. Thì ngài nói rằng khi mình có cái sự tinh tấn dũng mãnh này thì mình mới loại bỏ được tham ưu ở đời, mình mới chấm dứt được phiền não. Thì ngài nói rằng cái sự tinh tấn này thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải duy trì, phải duy trì được cái sự tinh tấn này liên tục. Không thể nào mà chúng ta tinh tấn nửa chừng rồi chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ không có được cái sự thành tựu. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ đúng không? Thời xưa đó, khi mà người ta, các thời đại mà lúc xưa người ta chưa có công nghệ phát triển, chưa có biết nhiều về công nghệ, thì người ta sẽ dùng những cái cách thủ công, bằng cách là tạo ra lửa bằng cách thủ công. Hay là những người mà đi rừng á, họ sẽ tạo ra lửa bằng cách thủ công là họ sẽ gì? Họ sẽ dùng các cây rồi họ có một cái khúc cây nhỏ, rồi họ dùng sợi dây, rồi họ để trên khúc gỗ, rồi họ tìm một cái nhúm rác nào đó, họ bỏ vào rồi họ kéo họ tạo ra lửa. Thì khi họ kéo như vậy đó thì người ta rằng phải kéo hết mức, liên tục và duy trì liên tục kéo liên tục như vậy thì nó tạo ra chất nóng, rồi sao thì từ một thời gian nó đủ nhiệt, đủ cái sức nóng ấy, thì nó sẽ tạo ra cái ngọn lửa. Nhưng mà người nói rằng khi một người mà họ kéo như vậy ấy, nhưng mà họ kéo nửa chừng thôi, họ không chịu kéo liên tục thì họ sao? Thì không thể tạo ra lửa được. Khi họ kéo một khoảng thời gian họ dừng lại nhưng mà không có lửa thì sao? Thì họ không tạo ra được lửa. Thì phải sao? Thì phải có cái sự tinh tấn liên tục. Thì cũng vậy, người nói rằng khi một người tu tập để đạt được cái sự thành tựu giáo pháp thì phải sao? Thì phải duy trì cái sự tinh tấn liên tục thì mình mới đạt được cái sự thành tựu, thấy ra đúng được cả bản chất hay là mới phát triển được cái trí tuệ. Ai đó thì Adam bị xử lý sao cái này? Nó mấy cái gì mà đây cả? Tâm mà hoàn mà mấy cái của nhiều thả. Thì ngài nói rằng cái atabi này, atabi này chính là gì? Là nhiệt tâm, là sự tinh tấn đó. Thì cái sự tinh tấn này của từ abati này, atabi là thuộc về cái ngôn ngữ Bali trong bài kinh tứ niệm xứ, thuộc về sự tinh tấn. Thì ngài nói rằng nó cũng giống cái atabi này cũng giống như là cái chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Và chúng ta phải hiểu thêm một khía cạnh nữa là gì? Nhiệt tâm cũng chính là gì? Cũng chính là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. ใช่เนาะเนี่ยครับอุริยะก็สัมปทานะสัมปทานะสัมปทานะสัมปทานะเนี่ยอย่างเดียวเลยใช่มั้ยเออแล้วดูเดียวก็ลงงานเลิกกับมาพร้อมเพลอุริยะก่อนเนาะใช่มั้ยเนาะปัญญามาว่ารู้สึกอย่างที่ลงงานหาออกเห็นไหนรู้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นครับอะคือแล้วอุริยะเนี่ยพร้อมเพลอาศัยThì cũng tiếp tục trong cái đoạn kinh lúc nãy thì sư sẽ nói ra bằng tiếng Việt để chúng ta nhớ lại. Này các tỳ kheo ở đây, vì tỳ kheo sống quán thân tranh thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì lúc nãy ngài đã dạy chúng ta về cái từ nhiệt tâm là atabi, thì chúng ta đã hiểu đúng không? Chính là nói đến cái sự tinh tấn. Bây giờ ngài sẽ giải thích cái yếu tố thứ hai chính là gì? Chính là sambacana. Sambacana chính là gì? Chính là tỉnh giác. Vậy tỉnh giác nghĩa là gì? Ngài nói rằng tỉnh giác chính là cái trí tuệ, chính là banh nhã, chúng ta phải hiểu vậy. Tỉnh giác chính là trí tuệ. Vậy ngài nói rằng khi mình tu tập quán thân tranh thân, nếu mà mình quán thân tranh thân mà mình không có sự tỉnh giác, không có trí tuệ thì mình không thể nào đạt được giáo pháp. Nếu mình nói rằng mình khi mình tu tập, mình quán thân tranh thân, mình thiết lập cái sự chánh niệm tranh thân, rồi mình chỉ cố gắng thôi, mình sẽ chỉ phát triển cái sự tinh tấn thôi, thì nếu mà tinh tấn mà không có trí tuệ, không có tỉnh giác ấy, thì không thể nào thành tựu được.
không thể nào mà đạt được giáo pháp được. Khi mình tu tập, mình nỗ lực, mình thiết lập mình thiết lập cái sự tinh tấn, mình tinh tấn mình tranh đấu tượng. Nhưng mà mình tinh tấn như vậy mà mình không có trí tuệ, không trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là gì? Cái trí tuệ chính là cái trí tuệ về, thứ nhất đầu tiên là về kiến thức hiểu biết. Khi mình tu tập cái phương pháp nào thì mình phải biết rõ cái đề một cái phương pháp đó như thế nào, cái cách tu tập như thế nào, thì mình phải có cái kiến thức đó. Hay ngày nói rằng bất kỳ công việc trong cuộc sống của chúng ta, đúng không? Nếu mà trong công việc cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta chỉ tinh tấn thôi, nếu mà chúng ta không có kiến thức thì không được. Không có trí tuệ thì chúng ta không thể nào mà thành tựu được, không thể nào mà thành công được. Thì cũng vậy, trong cái sự tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta thiết lập cái sự chánh niệm ở nơi thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta có cái sự nỗ lực cố gắng, nhưng mà chúng ta không có trí tuệ, không có kiến thức, không có cái sự hiểu biết, thì chúng ta cũng không thể nào phát triển được, không thể nào mà thành tựu được cái sự tu tập của mình. Vì vậy Ngài nói rằng cái yếu tố thứ hai chính là sambacchano, chính là nhiệt tâm. Sambacchano chính là gì? Là tỉnh giác. Tỉnh giác chính là trí tuệ. Khi tu tập phải có trí tuệ, phải có sự hiểu biết. Dạy nó. Tâm kia nhà là đi để đi để sử về mẹ. Kia nhà dưới tất cả một tình hải bố. Tâm mà trí thi ạ, mà đi là hậu để sáng mẹ. Tâm mà trí thi ạ, mà tình hải ổng. Kia nhà là mà ổng tình hải ổng. Tâm mà tình các bà sử dụng. Thì hạ là. Thì Ngài nói rằng cái tỉnh giác này, cái sambacchano này là chính là gì? Chính là cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ này nói rằng, Ngài nói rằng cái trí tuệ này nó nằm trong hai cái chánh trong bát chánh đạo. Thì cái trí tuệ này chính là gì? Chính là chánh kiến và chánh tư duy. Khi nói đến trí tuệ thì chúng ta phải hiểu rằng là nói đến chánh kiến, chánh tư duy. Ai rồi? Tâm mà đế thi nè, tâm mà tình cảm bảo vừa qua rồi đấy, sự yên được. Đi nhà ra, khu dù đấy, tay dạy nghiên nhé, là hạ về đoạn bị. Vâng ạ. Đó. Ai dù, mình ra hạ này còn đi bộ giả rồi, tâm mà tình cảm bảo giả thì dù, được lệ lệ bị. Là sự đi bác hạ đề mình nhà đi. Tâm mà tình cảm bảo hạ về đề đi bác hạ mình nhà. Ai dù, tâm mà tình cảm bảo giả, giả thì có đi đạo, giả giả bị. Giả thì giả của bình nhà ngã, thay đại bộ đồ, bị. Tâm mà tình cảm bảo nè, tâm mà đế thi đi á, đó, mê lên đuôi nè, tâm mà nó mà, đi để sửa điểm mà bên nhà gì đấy không mẫu tâm mà đi thì mẹ kia nó bả đấy tâm mà tình cảm bằng mẹ kia nó cứ không bả nào sau đó là tâm mà tình cảm bả sau đó sinh lấy vậy đấy bị bả lấy vậy tâm mà tình cảm bả sau đó là xa đi cái quá phiền quyết định nào mà con ông mặn mặn càng càng chán gì đấy nào mà mà ở đó nó bả phiền lâu đấy rồi chán gì mà ở đó về rồi bên nhà đi à đấy nào mà ở đó nó mấy phiền lâu đấy chán gì đấy chán gì mà ở đó hậu để mai được, alo xong chuyện. Qua các chán gì biết mà tin cả phải nói này, dùng này mà chán gì bên đấy, mà tin này. Đang mặt cái cả chuyện này lúc đầu mình mà biển nhà là ăn làm được. Thì nghe nói rằng khi mình thiết lập cái sự tỉnh giác trong lúc mình chánh niệm, tỉnh giác này là nói đến gì? Nói đến banh nhã trí tuệ. Khi nói đến banh nhã, khi nói đến trí tuệ thì chúng ta phải hiểu rằng trí tuệ này nó có, nó nằm cái trí tuệ này nó có cả chánh kiến và chánh tư duy. Khi nói đến trí tuệ là chúng ta hiểu rằng trong cái trí tuệ đó có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là gì? Là cách thấy đúng đắn. Chánh tư duy là tư duy đúng đắn, suy tư đúng đắn. Thì lúc nãy Ngài đưa ra một cái ví dụ. Khi mình có trí tuệ thì ngay lúc đó mình có chánh kiến và chánh tư duy. Cũng giống như là mình, đây là viên kẹo đúng không? Thì cái viên kẹo này ấy, nếu mình nhìn trước mắt mình thấy đây là viên kẹo thì đó chính là gì? Là trí tuệ. Rồi mình thấy chữ trong viên kẹo này, thấy những cái chữ cái thì cái thấy đó chính là gì? Cái thấy đó chính là cái thấy của trí tuệ. Còn mình để biết rằng mình để mình thấy được toàn vẹn cái viên kẹo này là như thế nào ấy thì mình phải có gì? Chánh tư duy. Chánh tư duy để quan sát. Thì nghĩa rằng chánh tư duy chính là gì? Chính là sự qua gọi là chánh tư duy là sự tư duy đúng đắn. Khi mình có cái sự tư duy đúng đắn ấy, thì mình sẽ có cái nhận thức đúng đắn, cái chánh kiến đúng đắn, cái thấy biết đúng đắn. Bởi vì khi mình có trí tuệ thì mình phải có đầy đủ hai yếu tố đó, cả chánh kiến và chánh tư duy. Hai cái này nó phải kết hợp lẫn nhau thì nó mới phát triển được cái trí tuệ. Phải có cái nhận thức đúng đắn, cái suy tư đúng đắn thì mình mới thấy ra gì? Thấy ra cái đúng đắn. Ngài nói rằng không thể nào mà chúng ta, nếu mà chúng ta thấy đúng đắn và không có cái tư duy đúng đắn thì làm sao chúng ta có thể thấy, làm sao để có được cái thấy đúng đắn được? Thì Ngài nói rằng để có cái thấy đúng đắn ấy thì chúng ta phải có cái tư duy đúng đắn. Cái tư duy đúng đắn nó sẽ giúp cho mình
nó định hướng cho mình. Ví dụ hồi nãy người đưa ra nó rằng ví dụ mình hướng tâm về cái micro này đúng không, thì mình biết rằng đây là cái micro, cái tư duy đúng đắn là nó hướng đến cái đối tượng này. Để rồi khi hướng đối tượng này rồi và cái tâm quyết định đây là cái micro, thì đó chính là gì, là chánh kiến. Cái tâm hướng đến đối tượng là gì, là chánh tư duy. Rồi mình nhận biết đây là cái micro, thì đó là chánh 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 kiến. Thì đó người nói rằng khi có trí tuệ là có cả chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến là cái thấy đúng đắn, chánh tư duy là cái tư duy đúng đắn, cái nhận thức đúng đắn. Tư duy đúng đắn, cái suy nghĩ đúng đắn. Dạ vậy. Nó tất chế cả bà lên xuyên Adami đang mô sản lộ tất tí mà. Tất tí mà sử dụng là tất tí sinh nha mê lưu biểu thả. Tất tí sinh nha mê sử dụng là cô gà bà bè kèm mặt thang của bà lê. Thật ra mình sẽ bà lê. Thật ra mình sẽ bà lê sử dụng xuyên lê. Thật ra mình sẽ yêu chất địa thị nà đi ra lê mà. Tất tí lê mê lô ạ. Nó ấy thế mà vậy tất tí lê sinh nha. Ha 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 ha. Ai đó, ai cũng mang một cái này, bé ai cũng phải quan bảo bảo nó, cái bé cái mặt thay bảo bảo, cố quá thế cái mặt thay bảo mà tất đi mình lỗ, tất cả ai cũng giống đi ai đi đâu mà về đi đi ông, tất đi rồi mà giải hiểu nó, ai cũng mà đi thay rồi, ai bảo mà về đi đi ông thay mà, ai thì tất đi mà sửa được cái này mà không biết là sửa gì, tạm mà tất đi mấy cái gì cũng biết, tạm mà, tạm mà. Tâm là mất kỳ vậy đó. Ta khú về nó, tâm là tất tí về. Rồi tiếp tục ngài giải thích cái yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng. Thì sư cũng trở về lại sẽ đọc lại cái đoạn kinh này. Này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo sống quán thân trang thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Vậy lúc nãy ngài đã chia sẻ chúng ta và ngài đã giải thích chúng ta hiểu về nhiệt tâm. Rồi tỉnh giác là như thế nào, ngài đã giải thích chúng ta rồi. Thì cái yếu tố thứ ba là gì, là chánh niệm. Chánh niệm chính là sati. Thì cái chánh niệm chính là sati. Sati chính là gì, là sự ghi nhận, ghi nhớ. Là sự ghi nhận, ghi nhớ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì ngài nói rằng, ngài đưa ra một cái ví dụ, khi mình hướng tâm về điểm xúc chạm để mình nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Vậy để mình đủ cái sức mình nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, thì cái nào, nhờ cái nào mà mình có được cái sự nhận biết cái thời vào thời ra, nhờ có cái niệm, cái sati. Vậy cái sati này có cái đặc tính gì, là ghi nhận, ghi nhớ. Bởi vì có cái yếu tố ghi nhận, ghi nhớ mà chúng ta nhận biết được hơi thở vào thời ra. Bởi vì có niệm mà chúng ta mới có nhận biết được hơi thở vào thời ra. Vậy cái bản chất ghi nhận, ghi nhớ của niệm đó chính là gì? Chính là sati. Và cái ghi nhận, ghi nhớ sati này, cái niệm này, thì người nói rằng trong bát chánh đạo á, thì nó gọi, nó nằm trong bát chánh đạo, thì đó được gọi là gì, là chánh niệm. Sammasati là chánh niệm. Vậy cái niệm trong tứ niệm xứ này chính là gì, chính là chánh niệm trong bát chánh đạo. Ai là khu họ này là tôi đang là Mahasati Thana tôi đang được sưu giải đại cái mặt thanh này, cái mặt thanh này hay cái mặt thanh này thì tất đi hạ đi cả. ติติหะอธิกตติไม่ศีวุဆိုရှင်ตมะริบะละเพอากองกองตติไม่ศีวุဆိုရင်ဟောวิริยะบะละเพอากองกองဟောวิริยะကบะละเพอากองกองตติไม่ศีวุဆိုရင်ตัมมะสานะปัญญาလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเออเนาะနောက်ตัมมะตมะတိဆိုတော့ตมะริတည်ခြင်းမူတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တတိကိုဒီကဥဒိထားပြီးတော့วิริยะနဲ့တွန်းပြညာနဲ့တိလာပြီဆိုရင် Thì nghe nói rằng trong ba cái yếu tố, thứ nhất là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Nhiệt tâm chính là tinh tấn, tỉnh giác chính là trí tuệ, và thứ ba là chánh niệm. Chúng ta có thể nói theo hai cách, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm cũng được. Chúng ta có thể nói theo cách thứ hai là gì, tinh tấn, trí tuệ, chánh niệm cũng được. Thì người nói rằng chánh niệm rất là quan trọng. Cái sati, cái niệm này rất là quan trọng. Người nói rằng nếu mà mình, cho dù mình tinh tấn có bao nhiêu đi nữa, mình nỗ lực, mình tu tập đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà mình không có cái niệm, không có cái chánh niệm á, thì chúng ta không thể nào mà có được cái trí tuệ. Vậy để có được cái trí tuệ thì chúng ta phải có đầy đủ. Thứ nhất phải có chánh niệm, có cái sự tinh tấn, thì mới có được trí tuệ.
Khi có đầy đủ chánh niệm, tinh tấn và trí tuệ thì chúng ta sẽ dễ dàng phát triển được cái gì? Cái chánh định, samma samadhi, chánh định trong bát chánh đạo. Dạy nó. Ai đó giả biết rồi nhà mẹ. Cái mặt thang á thấu đẹp bao gù đây. Nó về cái mặt thang của về á thấu thì đông dễ xịa. Nó Thì đó rằng bất kỳ chúng ta tu tập cái phương pháp nào, bất kỳ chúng ta tu tập cái đề mục nào thì luôn luôn phải đầy đủ ba cái yếu tố này, không thể thiếu được. Thứ nhất là gì? Là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, hay gọi là gì? Tinh tấn, trí tuệ và chánh niệm. À, phải có tinh tấn, chánh, trí tuệ và niệm, ba cái đó phải đầy đủ. À, bất kỳ cái đối tượng nào, bất kỳ cái đề mục nào cũng phải có ba cái yếu tố này. À, rất là quan trọng. Dạ cái đó. Con nào không là yêu về là biểu đạt. Ai đó, ai đi đông chân này bây giờ ở cái mặt hàng Arthur bị sôi nhé, nó khu mà đi về thằng đâu đó rồi mà là cái mặt hàng này đấy, phải cái mặt hàng này Arthur Arthur, khu biểu đạt đông chân này bây giờ là Arthur bị sôi nhé, chú đi ăn này, xí à hari đấy, con nào biểu bị ra mà thì đúng là biểu đấy, chú đi hari đấy, ya mẹ, bà đấy mà nó nằm đi bà đi phía làm là sôi nhé, bây giờ đâu mà nằm đó, nó cô ye đi khán nào cô mà bây giờ lúc khổ đấy khán nào cô mà khán nào cô mà tâm bệnh đó bà lại bè đoan này đi mẹ đi khán nào cô bên má đâu mà trên nam mưu đi đoan ra cho đại đi đấy bè đoan này đi mẹ đã rồi cái mà thằng ăn thua bây giờ thì nhà mà nó thắp bây giờ chưa đi à rồi sẽ đọc lại cái đoạn kinh lúc nãy. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trang thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì nghe nói rằng bất kỳ cái đề mục nào cũng phải có đầy đủ ba yếu tố này, à, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Mình tu bất kỳ cái đề mục nào phải có đầy đủ ba yếu tố này. Và khi mình đầy đủ ba yếu tố này thì sao? Thì mình mới nó mới đủ cái năng lực để mà chế ngự được tham ưu ở đời. À, tham ưu ở đời chính là gì? Là avijja domanassa, domanassa. À, avijja domanassa chính là tham ưu ở đời. À, loke, loke chính là thế gian đó. Avijja domanassa chính là tham ưu ở đời. Vậy khi mình quán thân tăng thân, ví dụ mình quán thân tăng thân đi, mình thiết lập cái sự nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. À, khi mình thiết lập được ba cái yếu tố đó, mình tu tập, à, mình nhiệt tâm, mình tỉnh giác, mình chánh niệm, thì khi mình tu tập với ba cái yếu tố đó thì mình sẽ sao? Thì mình sẽ từ từ mình sẽ phát triển được trí tuệ và cuối cùng mình sẽ chế ngự được tham ưu ở đời. Chế ngự được tham ưu ở đời chính là gì? Là giải tỏa, là tiêu diệt được phiền não, là chấm dứt được phiền não, loại bỏ được những phiền não để trở thành những bậc thánh nhân. Thì đó chính là chế ngự tham ưu ở đời. Khu gamatha athode athome su de pogu dai athome lo chan si de pogu dai pye so ya me eng ga de byo pi lo khu gamatha athome bon go sa pi lo byo do me lo no khu ma sa ma lo gamatha athome bon no ai de ma 3 ma de 4 ba de ma kaya nupadana wa yin sa byo me kaya nupadana 14 khu si de the ma ma anapana go a yin song sa byo me thì nghe nói rằng đó là lúc nãy ngài chia sẻ chúng ta về cách tu tập như vậy để chúng ta chế ngự tham ưu ở đời, và chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Thì bây giờ ngài sẽ tiếp tục dạy chúng ta về các đề mục tu tập trong tứ niệm xứ. Thì trong các đề mục tứ niệm xứ thì gồm có bốn đề mục là gì? Là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, đúng không? Thì bây giờ ngài sẽ dạy chúng ta cách quán thân. Thì trong quán thân này có rất là nhiều cái mục, nhiều cách tu tập, thì ngài sẽ ưu tiên dạy chúng ta về cách anapana này nó. Ngài sẽ dạy chúng ta về anapana, về cách niệm hơi thở vào hơi thở ra. Ai đó, mấy sao các anh em có làm gì cả? Đi cái mặt thân thì maha tri phana tu đồ mà cam thân thì em nhảy ra rồi này. Bà biết được anapana anapana tri tâm ma đi của ai giống hoa đấy rồi nhé. Đi anapana cái mặt thân à, phải ai? Nó u tư nó gọi là phải ai mà mâu vũ. Bây giờ phải ai này phải ai này phải ai này hả? Phải ai phải đó cả. Đi anapana tư đi cái mặt thân này phải ai phải đó. Nào, đi anapana phải đó. Nào bây giờ biết thế nào Buddha cho làm như thế này anapana tư đi này phải đó. Nào, giờ nào thì giờ thì đi anapana tư cái mặt thân của Buddha giờ nào bây giờ bồ đề mới nay mu. Nào, à là giờ mu đó thì anh nhát sâu.
กรรมฐานเนี่ยมาอเมษงหลุပြောล่ะเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီခေါင်းဟာအထက်ဆုံးကဖြစ်တယ်လို့ကမ္မထာအားလုံးနဲ့ဟာလေကမ္မထာအားလုံးနဲ့မှာလဲပဲဇီအာနာပါနာတတိကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းနဲ့တူတယ်လူတစ်ခုလုံးမှာခေါင်းနဲ့တူတယ်လို့ပဲအထက်ဆုံးအမျက်ဆုံးလို့အဲ့လိုဟောထားတာဒါမှမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနာတတိကိုအရင်ဆုံးဟောတာဟာထင်ငယ်တော့ရန်ကဲဖွင့်ဖတ်တူတပ်အာနာပါနာရက်လ
trọng nhất trong các cái đề mục tu tập. Vì vậy mà Đức Phật này để hàng đầu, để trên phía đầu. Thì rằng giống như trên các cơ thể của chúng ta đúng không? Thì cái phần đầu là phần trên đúng không? Thì phần đầu phần trên cũng giống như là Anapana vậy, rất là quan trọng. Và ngài nói rằng Đức Phật, không những riêng về Đức Phật Gotama mà tất cả những Đức Phật trong quá khứ, các vị cũng sử dụng cái đề mục Anapana để các vị tu tập và cuối cùng các vị chứng đắc bậc thánh chánh đẳng giác, trở thành vị Phật chánh đẳng giác. Không chỉ riêng trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, không chỉ riêng về Đức Phật chánh đẳng giác mà ngay cả những vị Phật độc giác cũng tu tập Anapana. Không chỉ riêng Đức Phật độc giác mà ngay cả những vị thánh tăng A La Hán, thanh văn cũng tu tập theo đề mục Anapana, và cũng rất nhiều vị chứng đắc đạo quả nhờ cái sự tu tập Anapana. Vì vậy mà khi mà vì vậy mà ngài nói rằng cái phương pháp tu tập Anapana hơi thở vào thở ra này ấy, rất là quan trọng, rất là cao thượng và rất là lợi ích, và đã giúp rất là nhiều người chứng đắc thanh đạo thanh quả. Anapana tadi kamatha a thot do me so yin a thot da poggu ri ga tacha kamatha ne ma du neya yu ya me no neya ga ba la so myat sa phaya ga arinya rokha mula tounya gara toun yu kai ne lo no arinya na le bia nghe nói rằng để tu tập cái phương pháp Anapana, tu tập hơi thở vào hơi thở ra như vậy, thì chúng ta cần phải chọn cái trú xứ tu tập. Nghĩa rằng khi tu tập Anapana phải chọn cái trú xứ phù hợp tu tập. Thì trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói đến ba cái trú xứ mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là gì? Là Aranya, vị tỳ kheo đi đến khu rừng. Aranya đi đến cội cây hay là gốc cây, Rukha Mula, và đi đến nơi tĩnh lắng là Sanyagara là nơi tĩnh lắng để mà tu tập Anapana. Vậy khi nói này nói rằng để mà tu tập Anapana hơi thở vào hơi thở ra, thì chúng ta cần phải chọn ba cái trú xứ để tu tập. Thứ nhất là gì? Rừng Aranya. Thứ hai là cội cây, gốc cây Rukha Mula. Và thứ ba là nơi an tĩnh Sanyagara. Sunyagara. Ai đó đi đâu mà Aranya sura garo sare ga to re bo no to adan ni du dan ma ja ma to go twa now tonya rokha mura sura le alu be bhe ga ni ba sa ma ma ja de tit bin ao sit tit tit sit sit phi de tit bin ao no ai ao go twa tonya gara sura ba ho ba le tit bin ao ma be lo ma ni ga sa da ma le sa da si ba chau sa da ho number 3 ga tonya gara ba sa ma ma ja de a ya ba phyo lo alu twa de le so yin thân ta quen ra cả bông hoa áp phết rồi lo đọt đầy mũi là mẹ là mẹ này ra mà xì ra bông rồi mẹ là khét ra được hả là ai đó bé anh ta này ra là vì sao vậy bé anh ta này bé giàu đó vì đó thì cái mặt ha ai cũng giàu đó là đấy ai đó cái mặt ha ai cũng bông mà lo lo cứ cứ mẹ này ông anh ta bà lang kia vì đó anh nói sẽ kia nghe này cái mặt ha áp thâu này ông đó đi đi cả rồi Lý do mà tại sao Đức Phật nói rằng khi mà tu tập Anapana cần phải đến rừng, là đến gốc cây, là nơi an tĩnh, nơi tĩnh lặng để mà tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì cái đề mục Anapana rất là vi tế và rất là dễ bị những cái đối tượng bên ngoài làm ảnh hưởng. Ngài nói rằng khi mình tu tập Anapana hơi thở vào thở ra, thì chúng ta phải chọn cái nơi tĩnh lặng, cái nơi không ồn ào, cái nơi thật sự bình an, và để chúng ta thiết lập cái sự tu tập Anapana nó sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy mà chúng ta cần phải chọn khu rừng, chúng ta đến khu rừng vì rừng rất là yên tĩnh, hay là chúng ta chọn ở nơi cội cây, ở gốc cây, vì nơi đó rất là yên tĩnh, hay là mình cái nơi thứ ba là cái nơi an tĩnh đó, thì ba nơi đó cũng chính là gì, là cái nơi không xảy ra những cái chướng ngại
Vì khi không có những cái chướng ngại thì sao, thì chúng ta rất là dễ dàng tu tập anapana. Ai là đi đông như thế mà arinya ne đông nhà gà ra rồi đây vừa nhiên bao vậy mà chịu rốt khá mù lạ rồi là cái này này bắt đầu bị đó ô ba la biển mà lu xin thì chú à ba la biển sau thì phát công phát lên nè ở bên anh ấy ba la biển sau thì phát bị lu xin rốt khá mù lạ này bắt đầu bị đó yêu sao mà lên nhà này thì xịt đấy ai đó cho anh mấy xin ba đi lu rốt khá gà đứt đi mà mù lạ gà âm nhị ai lu hoa ai đó tu sửa cái của đây ba la biển xin đứt bên ấy อเมียหลุอธิบดีก็ไปแล้วเตียนในท่านเนี่ยคําติ่มิปุมาตัวทายแม่หลุดิโลอธิบดีอยู่ตัดเด้หลุโหบาจุเสียรออีเปล่าซะก็อนองနိုင်ငံก็บาซะซาอุดิซื้ออะไรမျိုးซาอุดิอายีตุยวู้เด้หลุจ้าเด้บ่เนาะเสียรออีอะไรမျိုးเด้นอกพี่รออ๋อไอ้หลุโรคหมูละหมูละกูอเมียหลุตะย้ายบาซาเปลี่ยนมิเด้อะด้วยตะชู่ตุสีมาตะกาเดียวก็พยาบดีก็ละคู่ลาบ่รอเป้วู้เด้บ่เนาะเสียก็ลาหลุวู้เด้ lúc đó khi mà vừa xuất hiện thì là sửa ai phải làm gì xuất hiện bộ của mù lao của anh nhất được đây là biển biển rồi ai tiếp biết bộ mà hoặc là nhóm mình tiếp biết bộ mà bây giờ phải thay nên cái bộ này mới xuất hiện là chịu đa cái đây là ma hoặc là âm mang á tiếp biết mù bà vũ rốt cả mù la tại vì anh phải bảo là biển em tiếp biết được sửa bộ tiếp biết gì ấy ọ tiếp biết hả thu vào đó cái ngã về thì cái ngã về để cái tiền này mà ấy trả được đấy ai thì ấy trả được thì bây giờ mà thay bây giờ lưu chân nhân đã thay luôn thì bây giờ ấy ọ thì à cái mà thay ăn thua đồ xem bên mẹ nhị cái này đi mà thay nhà mẹ mà thì bây giờ cũ thì bây giờ ăn cũng sôi lửa vào luôn thì bây anh đi bộ mà thay nhà mẹ nó sôi lửa mà vụ à lo ô anh ấy bảo rằng sao cô ta ấy phải luôn bảo rằng sao đi cả đi bên đi miếng bò đi bên ấy miếng bò được bao giờ biến biến rồi ai đang thay anh mình thêm biến rồi mà ra đây hà này miếng gì đâu đã đi rồi bao giờ biến bò bò đi bao giờ biến sao cũng thay cái thay bò của miếng rồi yêu sao mà chỉ số đồ một cái ngày xin biết là thì ngài giải thích cái đoạn cái này rất là quan trọng chúng ta cần phải nhớ và ngài nói rằng có rất là nhiều vị nhiều người giải thích không chính xác rất là nhiều người giải thích không có chính xác thì ngài nói rằng ấy khi tu tập anapana thì chúng ta cần phải đến ba cái nơi để chúng ta tu tập. Thứ nhất là gì? Là rừng, thứ hai là cội cây, gốc cây, và thứ ba là nơi tĩnh lặng. Đó là ba cái nơi mà chúng ta cần đến để chúng ta tu tập. Thì ngài nói rằng ấy, trong ba cái nơi này thì có hai cái nơi thì rất là chính xác, không cần phải bàn cãi. Nhưng mà có một cái nơi ấy, lại dẫn đến cái sự hiểu lầm. Thì hai cái nơi không dẫn đến cái sự hiểu lầm chính là gì? Chính là khu rừng và nơi tĩnh lặng. Thì chúng ta rất là dễ hiểu rồi. Khi nó đến khu rừng, để đến khu rừng để tu tập thì chúng ta sẽ biết rằng đến rừng tu tập. Và thứ hai là gì? Đến cái nơi tĩnh lặng. Cái nơi tĩnh lặng là nơi không có ồn ào, cái nơi nào đó mà nó có sự bình an, an tĩnh mà dễ tu tập thì gọi là nơi an tĩnh. Thì cái đó là chúng ta hiểu rất hiểu dễ rồi. Nhưng mà cái thứ ba, cái rukha mu lá là đến cội cây tu tập, đến gốc cây để tu tập. Có những người nghĩ rằng Đức Phật bảo rằng đến cái nơi là rút khá mu lá, rút khá chính là cây, còn mu lá chính là cái gốc. Nên nhiều hành giả nghĩ rằng mình nên đến gốc cây để mình tu tập. Không đúng. Có nhiều người nói rằng có nhiều cuốn sách bằng tiếng Anh, là những cuốn sách rất là nhiều của nhiều vị là nói rằng đến gốc cây để ngồi thiền để mà tu tập. Không phải. Mà riêng ngài giải thích theo cái sự chia sẻ của ngài Nanda Malabi Văn Xá, là cái ngài hiệu trưởng, ngài cựu hiệu trưởng trường đại học Phật giáo quốc tế Yangon đó, thì ngài giải thích rằng thì cái rukha mu lá đến gốc cây để ngồi thiền là không phải. Rukha mu lá là không phải đến gốc cây để ngồi thiền, mà ngồi thiền ở xung quanh cái gọi cây đó, nằm trong cái bóng của cội cây đó. Ví dụ đúng không? Ví dụ khi mình ngồi trên cái gốc cái cây như vậy đúng không? Thì nó có ánh nắng nó chiếu vào, khi ánh nắng chiếu vào thì sao? Thì nó sẽ có cái bóng của cây. Cái bóng của cây nó sẽ tỏa ra, thì mình sẽ ngồi trong cái bóng của cây đó thì gọi là gì? Gọi là rukha mu lá. Chứ không phải là mình phải đến cái cây đó mình ngồi ngay chỗ cái gốc của nó. Không phải. Nên là đó là có rất là nhiều người người ta giải thích rằng đến cái gốc cây để mà ngồi, không chính xác. Thì cái từ Bali này chính là rukha mu lá. Rukha mu lá là đến cái không phải là ngồi ở gốc cây, mà chúng ta cần phải ngồi trong cái phạm vi của cái cây đó. Ví dụ khi mà trời nắng đúng không, trời nắng nó chiếu vào như vậy thì nó sẽ có cái bóng của cái cây. Thì cái bóng của cây đó thì mình nên chọn, mình sẽ ngồi trong cái phạm vi trong cái bóng đó, thì đó được gọi là gì? Gọi là rukha mu lá.
Dạ, à, đó nên có nhiều người nghĩ rằng à, rút khá mù lá là mình phải tìm mình tới cái gốc cây, mình ngồi trên gốc cây đó mình tu tập, là không vậy. Mình ngồi trên cây trong phạm vi cái cây đó, hay là cái bóng của cây đó, trong phạm vi cái bóng cây đó, à, mình ngồi mình tu tập. Hay là đi ra rồi xá cái mà thanh này rồi bên nhà này đi xem bị nè đi biết làm gì xem bị đấy được anh ta mà nó ăn thâu mày suy nó đi ra cả miếng sao bây giờ nhiều bây giờ nào rồi anh ta thích xích đến nha hiểu là cái lý là lưu ra ba nhà xích đến vậy coi mà suy này anh ta thích xích xem mày khan anh ta nhận đâu biết đó ăn thâu à mày ăn thâu cái khăm à nhà bắt đi bắt thay à mày suy này ban lên cái abu say đồ à suy này tiệm liên khui thay lại nó tiệm liên khui thay nó tiệm liên khui thay à miêu đa thì tiệm liên khui thay miêu thì mi đi lại xem bây giờ bông hàm miêu này bỏ nó tiệm liên khui thay tiệm liên khui thay mới đó thì u dụng cái yam bận đi đại ya rồi đi ở chợ bán khăn nào cũng đi khai ở chợ khai ở chợ khăn nào cũng ồ đi lúc quê vừa đầm thảo thì lúc đi phàm nhọn thả nó phàm nhọn thả mấy bà biết luôn phàm nhọn thả thay nào đấy rồi thì lúc khai ở cái vừa thay chia vậy mà chia cái mà tiếc thay được mà chia cái mà khai nào đấy rồi đó là ai lúc mà phải ông tiếc thay ra khăm à xin bì bì thay này ông khăn nào cũng nát chiếm mà phải ông xin bì thế đấy à mà lúc xin bì giống phía đấy thay niệm nhiều miếng sao phía trên á nhiều nà lúc khăn nào cũng phàm nhọn thả mà lúc khai cũng phàm nhọn thả bì đó đi lúc bỏ nó à lúc phàm nhọn thả bì đó đi miếng áo gà rồi đi miếng quay thay thay gà rồi khai cũng phàm nhọn thả bì đó à lúc thay mà thì người nói rằng khi mình tu tập Anapana thì mình sẽ chọn ba nơi, thứ nhất là khu rừng, thứ hai là cội cây, chứ mà thì lúc nãy giải thích rồi chúng ta hiểu đâu cội cây, và thứ ba là nơi tĩnh lặng. Bởi vì ba cái nơi này thì chúng ta sẽ nó không có những tiếng ồn, không nghe được những cái tiếng ồn của người khác, những tiếng ồn ở nơi khác. Vì khi không có tiếng ồn, không có cái nơi an tĩnh thì chúng ta sẽ tu tập nó sẽ rất là dễ dàng cho mình. Vậy khi mình tu tập với Anapana thì người nói rằng tu tập Anapana thì đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị cái tư thế phù hợp để mình tu tập. Thì trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ này Đức Phật cũng có dạy, thì người nói rằng cái tư thế ngồi rất là quan trọng. Bởi vì đầu tiên là mình phải chọn tư thế nào, thứ nhất là mình ngồi tư thế kiết già, hoặc là cái tư thế nào đó mình cảm thấy phù hợp, không nhất thiết là phải kiết già, mình phải chọn tư thế nào phù hợp. Thì ngài dạy như vậy. Thì khi ngồi tư thế kiết già hay là tư thế phù hợp nào đó, thì khi ngồi ấy là chúng ta cần phải lưng phải thẳng, đầu phải thẳng, cái phần trên của chúng ta phải thẳng. Nếu mà chúng ta ngồi ấy mà chúng ta khom lưng vậy ấy, thì nói rằng một thời gian thì chúng ta sẽ dẫn đến bị đau lưng, hoặc là sẽ xuất hiện những cái căn bệnh không tốt. Vì vậy mà bởi vì khi ngồi thiền là chúng ta phải ngồi lâu, phải rất là nhiều thời gian, chứ không phải là ngồi một lần hai lần là không được. Vì vậy để mà chúng ta ngồi lâu mà không bị ảnh hưởng sức khỏe, không bị đau lưng ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái tư thế thẳng. Khi ngồi là lưng phải thẳng, đầu phải thẳng. Thì khi mình ngồi thẳng như vậy, mình sẽ tu tập nó sẽ vững chãi và tốt đẹp cho mình. Dạy nó. À lúc thay vì vì sự gì cô quan nhâm cái mặt ha ai của mà xây cái điều gió ổn tiền ai bà cô khua Anapana cô quan mà sau đó Anapana phim mẹ này hàng của xây của gió ổn thay lại bà tới đi đến này thay lại bà ở được biểu đạt. Khi mình chuẩn bị cái tư thế phù hợp mình ngồi rồi ấy, thì mình tu tập với những cái đề mục nào ấy, thì tâm mình cần phải hướng đến cái đề mục đó. Vì trong cái phương pháp tu tập có rất là nhiều các cái đề mục, thì mình chọn cái đề mục nào thì tâm mình phải hướng tâm đến cái đề mục đó để mình tu tập. Chúng ta phải hiểu điều đó. Ví dụ như là chúng ta lấy cái đề mục Anapana, quán nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, đúng không? Chúng ta nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thì chúng ta cần phải hướng tâm về hơi thở vào hơi thở ra, hướng tâm về môi để nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, hướng tâm về điểm xúc chạm, chúng ta đặt tâm chỗ đó. Chúng ta đặt tâm cho đó rồi để chúng ta nhận biết cái thời vào thời ra. Thì đó là cái cách tu tập Anapana. Hay là khu Anapana của biểu mà sử dụng sinh mạng mà sử dụng vui đưa mẹ cả nó vui đưa mẹ thay cả thầy mà là đi biểu mẹ nó hay là ưu dân đủ thay cả thầy ấy cái mà thay sang á thâu đồ mẹ sử dụng tâm mà thay cái mà thay mẹ á thâu á thâu vui bắt tên là cái mà thay mẹ á thâu á thâu xa bởi đó á thâu lại mẹ sử dụng nè đẹp dài nè ai nhớ ba cái lô khai này là sao vậy? Bảo rằng nấu từ đi ba quả nào, bảo rằng nấu từ đi, đúng không? Phải á, cái gì cũng nói đấy, cái ai cũng biết đấy.
ဗုဒ္ဓနောက်တိဘာဝနာကိုအရင်ဆုံးပွားပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ပါလေဗျာဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓနောက်တိဘာဝနာကိုအရင်ဆုံးပွားခိုင်းရတဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနောက်တိဘာဝနာကစိတ်ကိုအင်မတန်ထက်သန်စေတတ်တယ်နော်အဲဗုဒ္ဓနောက်တိဘာဝနာပွားပြီးတော့စိတ်ကလေးထက်ထက်သန်သန်နဲ့ကြီးညိုညိုနဲ့ကမ္မထာအားထုတ်လို့ရှိရင်တမာတိပို့ပြီးတော့ရလွန်တတ်တယ်တရားအာယုံနေမှာပို့ပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဘာကမ္မထာမဲ့ပွားပွားအာနာပါနဝဲပွားပွားအတုပပဲပွားပွားစိတ်တဏှုပဒနာပဲပွားပွားဓမ္မဏှုပဒနာပဲပွားပွားဝေဒနာဏှုပဒနာပဲပွားပွားဘာပဲပွားပွားအဲ့ဒီဟာတွေပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့မပွားခင်ကိုအရင်ဆုံး5မိနစ်ဒါမှမဟုတ်3မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖရာကုံတော်ကိုပွားပါအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ကိုွားမှန်ဆိုတော့အဲ့အိမ်ဆုံးပြောလိုက်ဦးအဲ့ဒါလေးနော်ထေရရံဘက်က khi chúng ta tu tập bất kỳ cái đề mục nào đề mục thiền định hay là đề mục thiền tuệ hay là chúng ta tu tập anapana hay là chúng ta tu tập niệm tâm niệm pháp niệm thọ niệm sự chết niệm thế trượt bất kỳ cái đề mục nào ấy thì ngài khuyên chúng ta rằng ấy thì trước khi chúng ta tu tập ấy thì chúng ta nên niệm ân đức Phật chúng ta thì dành khoảng 5 đến 10 phút 3 đến 7 phút để chúng ta tu tập niệm ân Đức Phật. Bởi vì sao chúng ta niệm ân Đức Phật? Bởi vì khi mình tu tập niệm ân Đức Phật ấy, thì mình sẽ giúp cho cái tâm của mình nó trở nên có động lực. Nó làm cho tâm mình cảm thấy phấn chấn, nhiệt tâm để mình phát triển mình nó giúp cho mình, nó hỗ trợ cho mình tu tập những cái đề mục khác nó mạnh liệt hơn. Đó thì nghe nói rằng trước khi mình tu tập những cái đề mục chính ấy, thì mình cần nên tu tập niệm ân Đức Phật đầu tiên. Khi mình dành những cái thời gian ngắn khoảng 5 đến 10 phút, 3 đến 7 phút đó, chúng ta niệm ân Đức Phật thì nhờ cái phương pháp niệm ân Đức Phật đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, làm giúp cho tâm của chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn, có động lực hơn để chúng ta tu tập lâu dài hơn.